Ok, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với clip lần này của mình nhé. Hôm nay thì mình sẽ làm một clip chơi game anh em ạ. Mãi cả trưởng một thằng AFK của anh em. Vừa mới vào đã AFK bực thật đấy anh em. Alo đi. Vào lô đi anh em ạ. Vào luôn anh em ơi. Con này trâu lắm mà sao nó không ấy nhỉ? Luka hình như AFK anh em ạ. Cay thật anh em. FK kìa. Bước hết cả mình em ạ. À, con thằng AFK nên cả đồng đội phải cánh hộ. Leo vào luôn anh em ạ. Vào luôn. Trận này vẫn còn may ra mình ganh thì cố thì còn thắng được em ạ. Căng ấy. Thằng lát kìa, con mẹ nhà nó nữa. Luôn anh em ạ. À, bực hết cả mình luôn. Ganh đến thế rồi mà còn thua. Ú đi em. Ảo luôn anh em nhá. Quả này ảo thần anh em ạ. À, bực hết cả mình. Bộ không toàn đi rừng làm cái đéo gì vậy. Bọn nó đang đẩn trụ ở kia kìa. Lên đi. Anh chịu trách nhiệm đẩn trụ nha anh em nhá. Giờ bọn kia về cũng không thể nào mà ấy được em. Ok kìa, mạng lát kìa anh em. Mạng nát quá anh em ạ. Đố anh bắt được em, đấy. Ồ
Ui chết luôn anh em ạ. Ok, bye bye anh em và hẹn gặp lại em trong video khác.